Xin chào các bạn. Hôm nay shop giới thiệu đến cho các bạn là một con âm ly 7.1, ký hiệu là Sony STRDN840. Máy về trực tiếp từ Nhật, bao zin hoàn toàn 100% các bạn. Điện 100V. Con này thì công suất tiêu thụ 180W và công suất ra loa là 90W, 95W một kênh cho 8 ohm. Với con này thì đời cũng khá là cao rồi. Đó, các bạn sử dụng được đến giải mã Dolby QHD Master Audio, HD DTS HD Master Audio. Máy có chức năng kết nối Wi-Fi để các bạn chơi AirPlay không dây, có chức năng Bluetooth, rồi là USB đọc nhạc FLAC, ARC. Rồi các cổng kết nối như cáp quang, cáp quang, HDMI, AUX, là nó con này là nó cũng khá là full tính năng luôn, khá là full tính năng luôn. Nó tất nhiên là nó chưa đến giải mã X và Atmos mà thôi. Còn về cơ bản các bạn sử dụng là rất là ok rồi. Như các bạn nhìn thấy thì máy cam mình đánh giá là cũng là khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó trong quá trình vận chuyển thì máy nó bị gãy một cái lẫy bắt ốc đây, gãy lẫy bắt ốc chỗ này này các bạn này. Thực ra cái này sau này mình tí nữa mình có thể mình đổ tí keo để mình bắt con ốc, còn không thì mình cũng để nguyên các bạn nhé. Đó, mình chỉ cho các bạn biết thôi. Thì nó mất cái chân ốc đây này thì nó sẽ bị thiếu con ốc, nó không bắt được. Còn lại ok hết các bạn nhé. Đó, điều khiển thì điều khiển zin của máy này, điều khiển này và ruột gan rất là sạch sẽ đẹp. Đó, rất là sạch sẽ đẹp, chạy sò luôn 18 à 14 sò. Đấy, ruột gan sạch sẽ đẹp, bao zin hết các bạn nhé. Đó, điều khiển zin luôn của nó này. Đó, các bạn nhìn thấy mặt nhựa này, mặt nhựa. Đó, rất là đẹp luôn. Máy có chức năng kết nối Bluetooth nữa các bạn nhé, mình quên không nói như vậy. Kết nối Bluetooth đây. Ấn pairing ở trên mặt máy luôn. Rất là đẹp. Nói chung là về cơ bản máy và hàng mình mua về nó đều là đẹp hết. Thỉnh thoảng gặp con nó xấu là do bị vận chuyển thôi. Chứ còn mình tuyển lựa hàng nó đẹp hết rồi các bạn nhé. Đó. Còn hàng sống thì 100% vì mình chủ đích để mua máy sống mà. Đó. Mình lựa con máy nào giá hợp lý, nhiều khi cả ngày mới mua được một cái ấy. Đó, đây mình giới thiệu sơ bộ qua về tính năng kết nối và các thông số kỹ thuật cơ bản. Đó, các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm hay như nào đó thì các bạn có thể là search Google ra giúp mình nhé. Các bạn cứ gõ Sony STRDN840 là các bạn có thể xem thoải mái các thông số kỹ thuật của từ hãng luôn, chính hãng luôn, cho yên tâm. Còn khi mà quay video test máy và giới thiệu bán hàng thì mình sẽ chỉ nói những cái thông số căn bản thôi thì cũng chẳng nhớ được hết đâu. Đó, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xin phép đi vào mục là test các chức năng của nó nhé. Thì bây giờ trước tiên thì mình đang cắm USB thì mình sẽ để cho các bạn thấy luôn. Cái hiển thị thư mục thì nó sẽ ở hiển thị ở trên màn hình đây, các bạn nhìn thấy rõ đây. Đọc FLAC VTF AV MP3, nói chung là về MP3 thì máy nào nó cũng đọc rồi, nó chỉ khác nhau là có đọc được FLAC lossless hay không mà thôi. Nhưng mà những cái máy mà sản xuất từ 2012 11 trở lại đây thì đọc được FLAC hết. Chỉ có những cái máy đời đầu ví dụ 2007, 2008 thì mới không đọc được flag thôi. Chắc là các video sau mình cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Bây giờ mặc định nó đương nhiên chạy được rồi các bạn ạ. Đương nhiên là chạy được rồi nhé. Đây mình đang kết nối cổng HD để test máy thì nó cũng nhận luôn cả ARC này. Con này lúc nãy mình setup mình mở ra rồi. Đây nó nhận cả ARC luôn. Đấy, vắt ở âm ly này, nó hiển thị luôn cả hai cái một mức volume này. Cái này của ARC nhé.
còn cái này mới là của âm ly này. Đó. Thì cái này là của âm ly này, còn cái này là của ARC. Đấy, USB thì các bạn cứ cắm vào thôi và chuyển vào cổng USB, nó sẽ nhận nhé, nó sẽ nhận. Và bây giờ mình sẽ thử sang chức năng cho các bạn, chức năng Bluetooth là mình đã kết nối sẵn hết cả rồi để cho tiết kiệm thời gian. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình là khi mà các bạn kết nối Bluetooth ý, thì các bạn phải đầu tiên các bạn chuyển về cái cổng Bluetooth này. Đó, sau các bạn ấn giữ cho mình cái nút này, nút Bluetooth đây, để lên nó hiện chữ pairing thì nó sẽ nhận dạng ra thì các bạn mới kết nối được trên điện thoại được. Đó, thì các bạn thấy đây mình cũng đã kết nối đây, connector đây, trên máy tính của mình là Hải Thịnh, mình kết nối từ máy tính sang, từ laptop ra. Và bây giờ mình sẽ mở Bluetooth cho các bạn. Đó. Đó, chạy rồi. Người ơi nhân thế muôn màu, nào ước mơ chi, ước rằng từ khi tung nhịp cánh, đời ta yêu thương là gió, nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương, ngủ yên giấc bên rừng. Bạn có biết chuyện này? Đây, đây báo kết nối Bluetooth rồi các bạn nhé. Đấy, trên màn hình đây, Bluetooth Connect Hải Thịnh. Khi đã kết nối này rồi thì cả AirPlay nó cũng kết nối luôn. Để mình thử AirPlay cho các bạn nhé. Khi mình chuyển sang chức năng AirPlay ấy, thì nó sẽ trên màn hình nó sẽ báo sang là Network nhé. Network, để mình thử luôn cho các bạn. Đó, nó sẽ nhảy sang luôn cổng network. Đó. Và là phát nhạc luôn. Đấy, này các bạn này, home network này. Đây là mình chơi từ máy tính của mình sang nhá. Đây, từ máy tính này. Đó. Đây, kết nối FPR 840 đây. Đây là chơi từ máy tính sang. Chơi AirPlay từ máy tính sang. Máy tính của mình nó không pin, mình cắm chạy điện trực tiếp nên là đúng ra thì bê ra đây thì mình sẽ đỡ phải dịch cái điện thoại quay để máy tính bên cạnh này luôn, nhưng mà nó đang không có pin. Đó, thì mình đã test cho các bạn đấy rồi. Đó, chuyển sang bài khác. Lâu không nghe một cái nhạc này. Đấy, nó cũng tự động nó nhảy sang ngay. Đấy, các bạn thấy rồi. Đó. Đây, nhảy cái bài khác luôn này. Đó. Tension Town UB40. Nghe một thở cái là ngập tràn kỷ niệm. Quay trở về những năm 90. Toàn những bài kinh điển. Mấy bài này thì cũng không biết là YouTube có đánh bản quyền không. Mình sẽ tiện đang này thì mình sẽ thử luôn cho các bạn cổng cáp quang nhá. Mình cũng xin nhắc lại là mình cũng đã kết nối hết cả rồi. Thì mình sẽ chuyển ra cổng cáp quang. Đó. Cáp quang.
Mình cắm cáp TV đây, đó, cắm trên TV TV xuống thì các bạn thấy là cổng cáp quang đang kêu nhá. giải quyết cái nỗi đau của họ ra sao, họ đang gặp vướng mắc khó khăn gì, từ đấy Đấy, thì cái chúng này ta đang sẽ luôn ARC đang đồng chạy hành luôn này. cùng doanh nghiệp để giúp cho Đó. các doanh nghiệp có thể cải tiến. Không chỉ là chúng tôi cung cấp một cái công cụ mà chúng tôi cung cấp một cái giải pháp Đó, đây và là đồng cổng hành cùng doanh nghiệp để sử cổng dụng cái giải pháp cáp đấy quang. mang lại cái hiệu Rồi bây quả giờ mình sẽ và chuyển sang giúp cho các cho doanh bạn nghiệp có cổng thể phát triển bền vững. sang cổng Chúng nữa tôi là quan đã trọng là nhất một của cái tập đoàn máy, cao cấp của bán đó lẻ công nghệ là toàn cầu xem hàng đầu. phim. Bấm sang Blu-ray thì các bạn thấy máy đang nhận Dolby HD luôn. Đó, các bạn thấy không? Dolby HD. Đó. Đang thử phim đây. Đó, đang thử phim. Nó đang là lời thoại, mình sẽ không đang không cắm vào center. Để mình thử những cái đoạn tua về những cái đoạn phim hành động đi cho nó. A gift Đó, can để ra often có tiếng để cho các become bạn nghe cho rõ. give someone and they apply to Đây là các chế độ cấu give hình them the power để of xem âm thanh xem photo and phim. they may live Đấy, mình đang để stereo. for the future. Multi stereo như này là Limits of 7 all kênh stereo powers đó. beyond imagination. And they may think they're meant to rule the world. Chuyển cái chức năng này để tí nữa mình thử loa cho các bạn nghe cho nó rõ từng loa nhé. Không thì nhiều bạn này thấy mình thử thì các bạn này nói rằng là loa to loa nhỏ, nhưng thực ra nó là hiệu ứng xem phim, hiệu ứng của phim thì nó mới có cái loa to loa nhỏ, tại vì trong cái hệ thống xem phim thì thường thường tiếng lớn nhất nó nằm ở cái loa center. Khi nào có lời thoại hoặc tiếng hành động chính thì sẽ ở kêu loa center. Còn các loa khác thì tiếng nó là tiếng hiệu ứng. Đó. Nói chung là con máy này là đầy đủ tính năng luôn. Đủ hết tính năng luôn. Nó chỉ thiếu cái chuẩn xem phim là Atmos thôi. Còn với con Ami này là gần như là full tính năng luôn cho các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ xoay về sau nhé, mình rút cái này ra cho đỡ vướng này, xoay về sau này để thử thì giới thiệu qua cho các bạn cái các cổng kết nối phía sau. Đây, cáp kết nối coaxial, cáp đồng trục này, cáp quang này, mình vẫn đang cắm sợi cáp này đây. Đó, và các cổng HD. Các cổng ở đây nó sẽ là 6 cổng HD và sẽ có 4 cổng là cho kết nối 4K các bạn nhé. Đấy, người ta ghi rõ này. Cổng game, cổng video và cổng Blu-ray là 4K. Đây, ARC đầy đủ, TV out. Cổng mạng, cáp và cổng Wi-Fi đây. Có cái cổng wifi rồi thì khỏi cần cắm cái kia, nhưng mà thực ra thì mình vẫn thích cắm cái cổng LAN này hơn. Đường truyền nó rất là ổn định, đường truyền các bạn, nếu mà các bạn xem cái sơ đồ đo ấy là nó băng thông, nó chạy một đường thẳng luôn, nó không nhấp nhô, nhưng mà riêng cái ông wifi này nó nhấp nhai nhấp nhô rồi. Made in Malaysia này, 180W tiêu thụ 100V. Một cái số máy nó nằm ở đâu rồi? À đây, sorry, đây Sorino, con này là viết kiểu này, 928 đây, 0928, mình hay đọc bốn số cuối thôi các bạn nhé. Rất là đẹp. Đây, quay phía trong cho các bạn đây.
Đấy, một giỏ hàng sò kìa. Máy sạch sẽ này, sắt xi trắng tinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái loa, các loa cho các bạn này. Bây giờ mình sẽ rút bớt loa đi để mình thử nhá. Đây, tông này, trái phải này, center này, surround này, đó, surround back. Đó, cái center này. Đấy, mấy cái loa này nó là siêu to, còn mấy cái loa surround hiệu ứng, nó là hiệu ứng. À, hình như vẫn chưa để đúng chế độ rồi, nhưng mà các bạn nghe thấy rõ rồi. Đó, đây là hiệu ứng này, đây là Surabach các bạn nhé. Surabach có thể cài đặt nó thành phông B được này trong phần setup. Đó, đây hiệu ứng rồi. Đấy, mình đảo dây loa này, kêu giống nhau này. Đấy, đang đoạn phim đây. Đây, thử lại các bạn. Đó, kêu hết nhá. Đầy đủ chưa? Đó. Để hai kênh stereo để các bạn nghe nhạc. Đó, bây giờ mình sẽ thử xem kiểm tra cái phần setup. Phần setup thì các bạn bấm giúp mình vào cái phím home này, phím home nhá. Cái điều khiển này, điều khiển của nó ấy, thì nó lại toàn tiếng Nhật. Đó, toàn tiếng Nhật này. Tất nhiên là các bạn dùng vài bữa nó quen thôi. Đó, ấn phím home này, nó sẽ hiển thị ra. Đây là HDMI Bluetooth system này, không phải tiếng home các bạn. Không phải. Nhưng mà nó đang tiếng Anh, à nó đang tiếng Nhật. Hơi khó mình mò một chút. Đây rồi, ok. Mình phải bấm vào nút này để trả nó về chức năng chỉnh âm ly. Đấy, bấm này. Thì các bạn ấm đây, nó hiển thị ở trên màn hình luôn. Đó, vì điều khiển này, điều khiển âm ly xem phim hay như thế, nó chỉnh chung. Thì trong cái này các bạn thấy, khi bạn bấm vào phím home nó thì nó mới ra cái phần setting này. Đó, thì các bạn xem vào con này các bạn chỉnh nhá. Nó giống hết như các máy khác thôi. Đó, để mình kiểm tra cái phần test tone này thế nào. Đó, đây là để tương đối giống nhau rồi này. Đang để dương 10 nhá, mình để này là lớn nhất luôn. Thì các bạn về các bạn chỉnh theo ý thích của mình, vị trí loa và từng cái loa to loa nhỏ. Return để quay ra. Đây là khoảng cách kìa. Đây là đặt cấu hình, chạy mấy chấm này. Audio setting. Đây là cái cấu hình để phát ra âm thanh xem phim. Multi Studio HDMI. Đây, mình đã mở hết các thứ rồi. Đấy. Cái control for HDMI này, các bạn phải để on lên nhé. Để off là ARC không chạy, phải on lên nó mới chạy.
đây là network này. Thì trong cái phần network này thì đây nó cũng nói chung là cũng giống như các máy khác thôi, thì các bạn cứ vào các bạn cài đặt đấy, nó wifi thì nó cũng giống như các máy khác, cũng giống như trên điện thoại thôi. Đó, đây là mình cài đặt xong hết cả rồi thì các bạn về các bạn đặt lại. Đó, nói chung là nó chỉ có như thế thôi, nó không có gì khác cả. Đó, đây là cái, đặt những cái cấu hình đường vào, đặt như kiểu đặt tên đó. Sound effect này, sound effect này là giống như kiểu là đặt equalizer này. Đó, để chỉnh cho từng loa một này, phông này, bass đang để bình thường, chest đang để bình thường này. Đó, nó chỉnh cho từng chỉnh âm sắc cho từng loa luôn. Center cũng vậy, đang để bình thường hết này. Surround cũng vậy này. Đây, các bạn có thể chỉnh theo ý thích của mình nhá. Rất là đa dạng. Rồi, các bạn bấm lại về phím home để thoát về từ đầu. Chuyển về cổng Blu-ray để xem phim tiếp. Đấy. Ok. Như vậy là mình đã test cho các bạn là và giới thiệu chức năng cho bạn và test cho các bạn từng chức năng rồi. Thì bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với mình theo số 0919386767. Đó. Các cấu hình sen. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào các bạn.